Rồi, cái này là cái chậu Shishanba. Shishanba gọi là cái hàng Shishanba xưa, nhưng mà hàng này là hàng gọi là cái mô lại. Thì hoa này là hoa bói từ đầu, nhưng mà cái chậu này thì chậu này 2,5 tấc. Đúng rồi, chậu này 2,5 tấc. Có một chậu như vậy thì bên em cung cấp cho bên anh chị là 250 bao ship. 250 bao ship chậu như thế này. Nói chung là mình lựa cái hàng nào mà nhú nhú vòi và đứng lá thì mình chơi Tết được ha. Đó thì cái này thì nói chung là quay đặng cho thằng nhóc đó nó bán thôi, chứ bên mình không có bán cái thằng này. Tại lúc này nó ở không, nó nhõng nhõng quay cho nó. Chứ còn nhiều khu lưu anh chị mà lái mà lấy hôm nay lâu năm á mà cứ nói em mà giờ hôm qua em bán hàng này nữa mà anh kiện em. Đó. Đó chậu như thế này nè. 250. Nắng nôi thấy mồ luôn. Không biết nó có coi clip không. Rồi. Một dòng Shishanba ha. Cây này là cây vàng sỉ phay. Nói chung là cái vàng này là bông hàng màu. Nhưng mà Tết mình chơi cái thằng này rất đẹp. Đó. Cái phát hoa nó dài lắm. Đây nè. Mà thằng này nó xuyên hoa. Cực kỳ. Nhưng mà đóng đi thì em không lựa được. À, cho mình là hàng bông nha, tại vì cây bản thân cây nó đã cao nó mập rồi, bự lắm. Thằng này mình dỗ thiết kế nó bự ghê gớm lắm. Em trồng cái lô này em biết mà. Nó đang nụ, mình lựa chỉ cần đứng lá hoặc nhú vòi nhỏ nhỏ thôi. Đây nè, đang nhú rất nhiều. Đó, một chậu vậy. Đó. Nó có những chậu bụi lùm. Nếu mà mình thích bụi lùm thì nó bụi lùm vậy nè. Đó, đẹp cực kỳ luôn ha. Thằng này thì Tết chắc không kịp. Đó, một chậu 16 như vậy. Chậu miền này là 16. Đó, giá này nó là 130.000. Hai chậu thì bên em phi ship. Thằng này mình về mình chơi được. Tại vì thằng này Tết chơi nó như là vườn nhà vườn người ta vô cái chậu bự như nè. Đẹp dữ lắm. Đó, nhìn chậu bự. Chậu này là chậu thiết kế, chậu 2,5 tấc. Đó, đang hoa đang vậy nè, lựa sẽ nhú vòi như vậy. Hoặc là đứng đọt, đó, hoặc là như vậy nè, đứng hai bên rồi bông. Thì cái chậu này là vàng thỏ ngọc. Hàng này là hàng nắng. Cây này cây thỏ. Đó, chậu này là người ta trồng hai chậu. Ghép lại hai chậu lại. Cây này thì nói chung là một chậu về 250. 250 một chậu. Anh chị lấy nhiều đơn thì gặp lại thì em phi ship. Đó, thì nó được. Cái bông thì hiện tại bây giờ cái bông để em chèn vô ha. Cây đẹp lắm. Đó, cây bụi lùm như nè. Thân cao, thân nó mập tù lù luôn á. Cái thằng này mình dỗ làm chậu thiết kế đẹp lắm. Ha, thân bự ghê chứ bộ. Ai nói là những cái hàng này bông ngắn đâu. Bông nó dài lắm á. Đây. Khắc hoa nó dài chứ đâu phải ngắn đâu. Đúng rồi, nhiều nụ nhưng mà cây chưa đủ lực á. Cây đủ lực nữa, bông nó sẽ dài qua mà dài nữa. Đây là một cái dòng phụ nữ đâm xây. Cái này là Đà Lạt chuyên cắt cành. Họ vô một cái bành á, bự lắm. Đâm xây nhưng mà cái thằng này là không phải đâm xây nữa. Này nó tên gì ta? Củ rất bự. Còn đâm xây Đà Lạt là củ nó khác củ này. Thằng này bữa tên gì mình giờ mình không nhớ được. Rất xuyên hoa luôn á. Nè. Nó nhỏ, chậu này nhỏ thôi. Mà nó ra 3-4 vòi hoa luôn. Thân rất cũ, giá hành bự. Bự lắm. Nè, củ nó bự, to. Nó còn mập nữa. Đúng rồi, cái vòi nó dài lắm.
Nó hàng nhú vòi, lựa hàng nhú vòi á, nhú nhỏ thôi. Nhú cỡ này là mình chơi được nè. Một chậu như vậy là chậu về 130.000, hai chậu bao ship. Này mới có lời được. Này đi của vườn người khác, em là chỉ quay cho thằng nhóc nó bán thôi. Đó là mình nhú vòi vậy nè. Lựa lựa nhú nhú vậy, nhú cao khúc khúc vậy mình chơi được. Còn cao quá thì có thể là nó trước Tết. Tùy theo mình chơi thôi, nhiều khi mình chơi liền. Có những cây mà nó ít 3-4 vòi ghê lắm. Thằng này nó xuyên hoa. Bộ lá đẹp chứ bộ ha. Nè, bộ lá đẹp lắm. Một hai cái lá vàng, lá bệnh thì đâu cái thằng nào cũng vậy mà. Đó, một clip này thì nó ít lắm. Rồi, kết thúc clip. Rồi, có một, đó là một số cái dòng mà gọi là em thấy là mình có thể mình sưu tầm được. Đó, là nó hiện tại nó đang có. Bây giờ nó cũng gần hết hoa rồi. Anh chị nào mà thích cái dòng nào thì điện thoại trên số hotline của thằng nhóc á, thì có gì thì nó gửi hàng cho. Cái đó là mình cũng làm cho nó làm thêm thôi. Còn em là nhà vườn, em cũng không có thời gian để đóng những cái đơn hàng cho anh chị đâu. Em chỉ like là em bán hàng chớp, hàng gọi là sưu tầm. Rồi, xin chào mọi người nha.